Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một clip buộc 1.000 cái dây chun vào ba lon Coca tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đấy, lần trước thì buộc vào quả dưa hấu rồi. Lần này tôi muốn thử nghiệm xem là buộc vào Coca nó có thể phá hủy được ba cái lon Coca hay không. Bên trong thì có rất là nhiều Coca có ga đấy. Bên ngoài thì có rất là nhiều dây lìn. Lần trước thì đã thành công với quả dưa hấu, lần này tôi muốn nó thành công với lại ba lon Coca này. Ok, và không linh tinh lên thuyên nữa thì bây giờ tôi thằng Quân Tượng hai thằng sẽ xử lý ba lon Coca này. Rồi, đi anh xin nhận sức của mình. Không, đây là đồ bảo hộ. Rồi, buộc nghìn cái dây lìn nhiều đấy, cho chúng một ít. Chúng tôi sẽ phá hủy ba lon Coca này, buộc chúng vào. Đây là ba lon Coca. Nó không thể nổ và không thể phá hủy được mà nó sẽ bóp vào như này này, các bạn nhìn này. Nó bóp vào như này. Đấy. Tượng uống Coca cho các bạn xem được. Đấy, uống kiểu quý tộc nào.
Đúng rồi. Đây, để anh khui hộp cho chú. Đưa cho anh một cái dao. À đâu, không cần. Đây, tôi sẽ cho thằng này nó uống điểm quý tộc cho các bạn xem. Đây, mở cái lon này ra. Mở lon này ra. Ok rồi, bỏ dao ra, bỏ dao ra. Rồi, uống quý tộc cho anh. Uống đây. Được. Được. Uống điểm quý tộc đúng rồi, giờ hết lên cả ba lon. Chuẩn luôn, đúng rồi, chuẩn. Chuẩn đấy, đẹp đấy. Tắm chưa? Chưa. Này, thích cái này không này kia? Thì cái hay đấy. Thấy cái này hay đúng không? Vâng. Hay không? Đúng, đúng, đúng. Đừng. Hay không? Đừng, chết cha rồi. Quần bị tán gái. Tán gái coi. Ôi trời ơi. Ghê VR của tôi. What the fuck? Hôm nay để tắm Coca. Hôm nay để tắm Coca, tôi vừa mới tắm xong. Hôm nay trên tắm Coca bán lên máy của anh à. Ê, trên tắm Coca rồi. Coca phê vãi. Được rồi đây. Để anh uống. Cảm giác rất là ngon các bạn ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn.